Hương xin chào cô chú anh chị và các bạn đến với Hương Cù Lao nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Thì buổi sáng hôm nay mấy anh em đi ra ngoài ruộng này giăng lưới cả nhà. Mùa này cá dảnh, cá phi, cá này cá kia nó có nhiều loại cá á. Mà do là mương mới nè, mương mới này là của anh Ba. Anh Ba Cổ Cường hả? Anh Ba Cổ Cường. Anh Ba Cổ Cường. Không biết lên mà ba để lỡ mương ảnh mà ba. Mấy mương này lúc trước thì nhóm cũng có đi giăng lưới một lần cả nhà. Thì tới bữa nay mới đi giăng lại nè. Ở bên đây thì cũng có miếng đất trồng dưa hấu nè cả nhà. Ở dưới quê của Hương bây giờ là dưa hấu người ta trồng khoảng năm luôn. Mùa nào trồng cũng được chứ không có cần đợi tới Tết nữa. Bữa nay hai cọc chèo đi ra ngoài đồng kiếm cá về nấu ăn cả nhà. Ở đó ăn cá. Ăn đi rồi Hương mẹ non chuẩn bị ăn mừng 10.000 ca này rồi cho ông thịt nha. Cá đã ăn bữa nữa đi. 10.000 chị không hay luôn á. Sáng chị mở lên chị thấy 10.010 người. Chị nói trời anh mập ơi. Được 10.000 rồi. Kể cả nhà nghe nha. Tối không liệu ha. Mở điện thoại lên á, thấy 19.998 rồi, ngồi gần. Ngồi gần đặng ai mà đăng ký một người đó là 99 là chụp hình liền. Là 4 con số 9 cả nhà, nó rất là đẹp luôn cả nhà. Tứ quý 9 luôn, làm chụp hình rồi tứ quý 9 rồi. Phan. Ngồi chờ hoài luôn vậy đó, trong cho ai đăng ký người nữa đi đặng được nhảy lên số 9. Đã vuốt nam dừng trời tao ơi, ổn quá trời trái luôn rồi. Dừng tao mà mày hỏi tao làm gì. Tao hỏi mày làm gì đó á. Có vô xin trái ổn em nha bác Nam. Ở bác Nam hết ổ hết cổ rồi. Bây giờ là cái loại mới bọc luôn cả nhà. Có trái nào không bẻ trái anh mà. Trái này ngon nè. Hả? Trái này ngon nè. Để em qua. Cái này đâu? Nghe nè, bắt năm mới cắt hôm qua. Trái quá trời trái luôn. Trời ngon, trái ổi vàng khè. Ở tháng nắng này nó ngọt dữ vậy. Quá trời trái. Ngọt dữ lắm cả nhà, nó giòn ăn cốp cốp vậy đó. Nè cả nhà, thấy trái không? À. Mời cả nhà mình ăn ổi nha. Giòn hoặc ai ngon bạn trái đã nè, trái này ngon mới dữ nè. Em ăn trái nhỏ cho yeah. Anh ăn trái bự, trái này ngon dữ. Ồ với da sành ăn. Rồi mời cả nhà ăn ổi nha, ăn ổi của bác Năm nha. Bác Năm với bác Năm trai, bác Năm gái đang bọc bánh. Ngon. Trắng quá. Anh ăn cái này đi. Bự quá anh ăn hết. Ngọt. Ngọt mà thơm. Ở hầm mình nào quá trái à. Cái tàn nó càng lớn thì nó cho trái càng nhiều. Cái hầm này chín nữa. Ơ bắt Năm. Ca giọng cổ hay gì? Bắt Năm. Ở đây đi săn gì đây? Con đi giăng lưới. Đi giăng lưới. Bác Năm chào cả nhà kìa. Chào cả nhà. Con đang quay đó. Bác Năm bọc ổi hả? Ở đây bác Năm bọc ổi. Bọc dạ. Xương xương không dám bọc nhiều. Dạ. Nắng nắng rồi bác Năm chút tiễn nhiều hả bác Năm? Ừ. Bỏ rồi cái duy cái đợt này đợt sau này quá trời luôn. Không biết sao nè. Sao rồi chắc cũng bỏ nó luôn đó. Tiễn sáng nắng quá mình tiễn thưa thưa mình bọc gì cho chắc ăn thôi. Một cây gì đó Năm bọc chuyện cực trái.
coi như giặt bỏ. Lặt cho nó khỏe để nó nuôi giờ mất chiều sức nay cây. Là phải đi về mượn lấy tối này đang bơm nước vô này. Nước ngọt rồi đó bác Năm. Ừ, nó bơm nước đêm hồi nó rút bọng rồi bỏ à, này nó cái này nó bơm trên ruộng xì qua nè. Dạ. Cái này nước ở này cũng có nước tứ rồi nè. Tứ mà ngặt cái trên ruộng nó xì qua. Dạ. Cái này ba nước mặn. Khai nước bỏ mới được. Thì khai ra rồi cái đàn nặng mượn máy đang bơm. Thầy trường. Cá ba kỳ cả nhà, cá này mình kho mặn mặn hay kho lạc béo mới, nữa mới dở lên là có mồi. có mồi mới dở lên là có mồi. Ê, con gì kỹ đi dữ lắm nha. Nè cho Phi, gỡ đi chè bá. Nè em qua đây gỡ tiếp em đi cầu quá. Em mới dở lên là thấy là có tương lai ha. Cá ba kỳ cái dân là không là có con. Dạ. Có phi nó nổ. Đấy giờ con thấy có rảnh đó. Nó chạy. Nó rảnh đó, ý vậy ngoài có lòng tâm đó không? Không lẽ múc miếng nước cho nó sống. Có nước rồi. À em. Ô, đây còn. Cái phi, nó sắp gớt ra vừa kìa. Ô, dính nắng kìa. Này Út Liễu cầm tiếp gì nè. Thì phải mỏ nó vàng giống giống nó lai cá he giống mỏ mập quá. Ờ con cá phi sao cá phi này ở trên lúa xuống là nó vàng như lúa nè anh biết chưa. Vàng như lúa rồi đó. Ờ quay vô á quay ra gớt xong. Thấy ham không cả nhà? Mình chịu khó mình đi ra mình làm mấy cái này chút xíu mình muốn ăn, ăn cả nhà luôn, ăn hai ba nhà luôn. Nếu mà mình làm nhiều quận á, dụ cái nhỏ thả lại á, thả đi. Cá phi ngộ quá ha, cái đầu nè, cái hàm nó đỏ quá ha. Nước sạch ta. À. Cá phi mà nước không sạch, cái mương mà nước đen là cá nó sạch. Ừ. Ô, đây ngộ. Ngộ ha, cái đuôi đỏ mà cái họng nó đỏ. Ồ, cá này nó mập. Ồ, nó đắng rồi mập ơi. Ờ, nó dính nè. Không mập này không mập hết hồn rồi vậy. Mập làm gì cũng phải cẩn thận chút, không mập hư lắm. Ra ngoài ruộng á mấy bà con mằng á, người mằng mằng cỏ lúa rồi người tứ gao tứ gãy đó. Thấy vui không? Ở quê vậy đó cả nhà, sáng là đi ra, phải đi ra ruộng, không có công việc này cũng có công việc khác, ví dụ như là mằng cỏ tưới nước hay là chăm sóc vườn gì đó hoặc là đi kiếm ăn. Bữa nay hơi bị gió tại lông gom hả? Ổ bầy ấy đó. Bầy cá. Ồ đây. Có dữ vậy. Cá khóc hả? Không có cá. Cá phi. Cá phi á. Ừ vậy. Ồ dính đây kìa. Thế đã cả nhà. Bữa nào mà đi ra và hai con chèo mà đi săn bắt á, trúng là khoái gì đâu. Mà không biết chè là anh nhăn. Cũng có mấy món nó làm hoài. Ồ cá phi con nè. Cá nhỏ thả lại đi cho nó lớn. Cho rồi. Cá phi thiệt bự luôn nặng rồi. Chặn đó này kìa. Tại dở lên nó gớt mà, chứ không phải cầm nó gớt thì bị la. Nó mới dính đó. Ừ, nó mới dính, nó chưa có bám cái gai nó vô lưới.
chở đi. Ê, cái rồi, lại dính lại nè, dính lại nè. Dính lại nè, nó còn nằm đây nè, thử coi nha. Em nói ra đây rồi đó. Rồi. Rồi. Biến dính. Hai con. Hai con. Nó mới dính nè. Hả, hai con rồi. Cái này cả nhà lọt vô. Lọt vô háng rồi ai mà ăn. Cả con cá lọt vô háng luôn nè. Bởi vì cạn điệu biết cá lóc cá chê ha. Tưởng hết rồi. Tưởng hết rồi ha. Thơ nó văng không mà trời. Mập mập không á. Mập giờ có tiến bộ lắm luôn. Bởi vì ta nói thì sao? Tát mương á. Người ta nó còn khúc mà nó hy vọng hết hy vọng rồi. Cũng tát mà cái mương nguyên cái mương mà còn chừng có thằng sải còn hy vọng gì nữa. Chưa đâu, cạn đều biết cá lóc cá chê. Nó nằm chứ á, nó gom lên lúc đầu á. Trời, nó dính cái đầu. Thôi dèo ơi. Chỗ này hồi nãy em nãy Út Cường đuổi bên kia đó, chị thấy nó chạy vượt vượt qua. Cái phao nó giật giật vậy đó. Thôi thôi. Trời ơi, kèo qua đây. Đừng kéo lên, khó gỡ lắm á. Vậy hả? Nè gỡ đi, qua. Liễu qua tiếp, liễu bay con. Em mừng ra. Chị kia nói cho nó không có bầu mà sao nó không hoài. Không có bầu. Nó không có bầu mà sao nó không hoài. Tiếp này là đứa mới đúng không? Đứa mới. Đầm quá trời. Đứa mới làm như nó dính cái đầu nhiều người ta. Cái này này là dính cá gỡ mỗi ta. Dính cá gỡ mỗi ta. Hết liền gỡ liền. Cá phi cũng khó gỡ thôi, nó có gai. Cá phi thì nhiều. Cá phi với cá rảnh thôi. Lưới này nó chỉ dính được có cá phi với cá rảnh thôi. Ngoài ra nó không dính được thêm cái gì. Không, ba màng đã dính hết luôn. Vậy hả? Cá gì nó cũng dính. Nhưng mà phải cá bự bự nha. Cá lòng tông thì không dính. Lòng tông dính thôi. Ý em là cá lòng tông, cá chốt đó. Thì dính cá gô hay gì kìa, nhằn hè vậy. Hương đứng đây Hương quay chứ Hương có qua được nha cả nhà. Cầm cái máy quay phóng ngang mương sợ nó chừng té nó gãy thì quay. Đứng đây quay cho cả nhà. Bây giờ cũng cỡ 8-9 giờ rồi ta. Hương quay thành quả của mấy anh em cho cả nhà mình xem nha. Cũng cỡ 3 kg á. Ngon cả nhà, cá tươi. Thả một số cá nhỏ đây coi. Nhưng mà đá mình đỏ thì ngon nha. Để về mình có ăn gì ăn. Đi ra ruộng thì có rau, mình thấy rau, có cá, bắt cá. Giờ này mà phải có lương á, chèo. Có lương. Chị nghĩ hấp cá cũng ngon hay là mình hấp cá đi ta? Nó mọc, nó sống theo cái gốc ổi nè, cả nhà gốc ổi nó có nước á. Mình tưới nước cho nó cái xuống. Chừng nghe chăng cái bụi dưa hấu của chị ba đó. Nè nè, cái dây dưa hấu kế bên đâu. Em nghĩ anh có ngồi lên một bụi rồi. Đâu. Thế nè. Chút mẹ rồi. Dạ. Ôi, không gì chứ. Sao đâu anh ba ơi. Nó tỉnh rồi. Bây giờ mập mình nó trong ra nó cũng hơi bề bộn á. Nó không được gọn ghẻ như mấy người trai tráng, phụ nữ ốm nó gọn gàng. Nói chung mà mập, nói chung ra nó cũng lề xề á. Nó lại bề bộn tùm lum tùm la. Nói chung ra ngồi nó không được. Nhưng ngồi cho mỏm thì tại vì nó bị khép lại nó khó lắm. Mình lấy ngồi bành như vậy nè. Mất cái bụng. Nói cái thằng mập mà ngồi trên cây dưa mà nó tỉnh rồi sao tỉnh động. Thì
công nhận cái đường này công nhận nó đẹp dữ thiệt chết. Bên đây thì hàng cao. Mập vậy là đám cưới mà đi nước dâu. Bên đây thì hàng ổi, ở dưới thì hàng chanh, bên đây hàng nhãn, chim nó kêu ríu lo. Trời ơi, này mà cái đường này mà đám cưới mà rước dâu một cái quay phim cái nó đẹp cực kỳ luôn nè. Giống mà gì? Rước dâu nè. Giống mà vườn cao quê ngoại. Và cao đẹp quá cả nhà. Táp cả nhà mình có thấy con cá gì không? Táp nè. Cái này kêu bằng cá gì vậy Ngúc? Cá sấu hòa tiện. Phải cá này ở trên tấm ghi phải không ta? Không phải đâu, phải không? Tấm ghi cá khác, tấm ghi cá khác. Cá này cỡ nhiêu ký ta? Cỡ 10 ký không? Cá này từ 10 ký. Ngổ ha. Thấy đâu hơn hai con cá này ta? Hồi đó ảnh mua. Ảnh mua hình như 500 ngàn á. Mua 500 ngàn về á. Ngoài xong á, ta bắt dính ta bán rồi. Vậy nuôi hả? Con nào kêu anh hai chia lại là 400 đi. Nó có nói lộn không? Quá liền á. Anh Mập thọt tay bắt thử anh Mập. Dám lắm. Thọt tay cũng làm clip thì thăm Mập á. Cục ngón tay. Hồi nãy cái cục ngón tay luôn. Cục ngón tay là hết hết quay YouTube cho cả nhà xem nha. Điếm đuôi nó kìa, điếm đuôi kìa. Hầu. Chập tôi đó. Tôi còn quay YouTube cho cả nhà xem, tôi mà cục tay á cả nhà nhớ tôi lắm, không lên clip được. Phải không cả nhà? Mập nói chung ra cũng cẩn thận, chèo ốm kêu thọc cái tay xuống thì lỡ nó bập một cái rồi cục cái bàn tay rồi đâu quay. Quay được thì khỏi đi bắt cá, ngồi tới ăn cơm vô ăn được rồi. Nhưng mà nó không có hay. Đi quay không được, nó đâu có hay đâu. Tôi kêu coi tạ cái đít quần hết hồn luôn rồi. Về mau lấy bằng chải mà sạc. Sáng hôm nay thì gia đình em đi dở được lưới được cá phi của chú anh chị. Có một số cá nhỏ về anh Mập với chú Cường thả xuống mương nuôi cả nhà. Mình mặn chỉ đủ ăn thôi. Hôm nay mình chào hấp, cả nhà nha. Hấp rau ngổ nha. Rau ngổ ngon quá trời luôn. Rau ngổ này mình xào tỏi cũng ngon lắm nè. Ngon. Hai anh em mới săn bắt thì hăng lắm nha. Ớt à. Về không biết phải chê biến món gì luôn. Nhưng mà nghe nói là cá mà hấp rau ngổ nghe cũng ngon lắm. Bây giờ mình làm món lạ lạ đi chứ mình về mình chiên rồi mình kho rồi mình canh chua hoài luôn. Hết biết đường rồi cô chú anh chị. Nãy hai cọc chèo thì cũng tính là chắc cọc chèo này này chắc về chắc mình chiên giòn nữa quá chèo. Rồi đi ra ngoài cây chỗ đủ hái một hai trái vô nấu canh ăn. Rồi mình thấy cái món rau ngổ này ngon. Anh tính về anh làm món riêng anh mà thôi mới là lát mới câu nổ rồi thôi. Món gì? Không nói đâu. Bữa nào có cá nói để giấu bí quyết. Hôm nay có mẹ Hương ra ăn cơm chung á cho nên là Hương đem thêm ít khô, khô này khô cá chỉ nha cả nhà của chị Ní ở Tây Bắc gửi cho Hương nè. Bữa nay mình đem ra mình nướng hay chiên ta? Mình chấm mắm me với mình làm thêm mới miếng gỏi xài nữa. Cá thơm phức luôn. Mình nướng. Chứ có hàng nướng không ha. Ủa trái này chín rồi nè cha. Trái chín. Khỏi bằng hết. Dạ. Dạ, vậy được ra ngoài, khỏi làm đi. Mình sẽ ớt mấy con cá. Tính ra mười cái cá cũng nhiều quá chị. Mới thả xuống à, dạ. Cả nhà thả xuống chút đi ha. Lã đâm nhóc ở trên, đâm chìm chìm phao cái thế ha. Có một phút trong nhà tắm không mà nước nó tràn. Có. Bữa nào mình đi mua lưới lồng tâm thì mình ra lồng tâm không ạ? Mình hấp hết ăn hết không á, mình chờ mấy cá nhỏ đi. Mấy cá nhỏ. Cô chú anh chị nói ăn cá mấy ngày em muốn chết. Cá. Cho lắc kỳ. Cá. Nghe là cá. Đi tắt cười đi ha. Cái bữa này nhỏ chứ không, này cái này cá ba kỳ. Bữa này mình ăn cá nhỏ đi, rồi vài bữa mình ăn cá bự nè. Giờ có miếng thịt ăn một cá chắc đã. Ngày mấy ngày nay cá. Cá riết rồi, có cá không biết làm gì ăn. Đang như là trong mình con giờ là thiếu cái chất mỡ. Nhà mẹ Hương cũng có mầm mà, củ hành với ớt nè. Cái chất mỡ nó đòi ăn thịt rồi đó. Tiêu. Cô chú anh chị tí xíu Nam Bạc Mỹ kể đáp thắc mắc của cô chú anh chị cái này nha. Thì biết lý do vì sao ăn cá. Xíu đi, tí xíu mình ăn cơm đi xong rồi Nam Bạc Mỹ cô chú cơm chị. Cơm vừa ăn vừa tâm sự với cả nhà luôn. Giải đáp thắc mắc của cô chú anh chị luôn. Có số cô chú anh chị mình nắm không được. Rồi nhắc anh Đóng Yên.
Trong hổ này, hổ cái cọng nó cũng lông ha. Cái bụng hổ lông cho nó cứng. Mình ốp vậy nè cả nhà, cho cái thịt cá nó thơm mà nó lại có gia vị nữa. Thấm cái chút xíu nữa mình đem đi hấp. Cá phi thì nó cũng ngon lắm cả nhà, nhưng mà ăn thua mình chế biến, nếu mình chế biến cái cách nó thích hợp thì nó sẽ ngon hơn. Mình hấp thì phải có cái đầu tay này nè, không sao nó phỏng á. Nó hực lên nó nóng lắm. Có cường rồi nó phỏng nè. Cái đế vô. Phỏng nó chân ba ngón tay luôn. Dạ. Cầm lên nó đựng lên hả? Anh để xuống á. Dạ. Anh để xuống á. Dạ. Chứ để cầm như bào đá bào vậy đó. Cầm chứ, gì vậy? Không, ở trên để xuống. Dạ. Dưới để lên. Bự không? Bự không? Sợi bự không? Ủa? Ủa ngon. Món này có khách lại nhà mà trộn khô nhậu là tóc hành luôn. Không đợi lâu. Đỡ quá à. Ừ. Ê quá. Nhà quên nữa mới nhớ. Dạ qua cho nhưng mà bạo này hơi hao à. À sao? Hả? À sao? Không có bạo được hết nha. Hết mà. Để còn lại thấy dao bạo. Hả? Cái này im thiệt chứ. Cái cùi này ăn ngọt dữ. Làm cái cô chú anh chị làm cái đầu. Làm cái. Không còn kêu gì mấy. Ốc ốc cường không á. Cha. Cường đi tới ga kìa cha. Không. Đến đây không làm chuyện gì làm đi tới ga. Đâu mất tiêu rồi không thấy. Ý, 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 chết. Không thấy em nói gì không tới đâu. Ý, ý, chết. Chết. Chính là nứt rồi. Tôi sẽ cho rau hổ vậy. Nếu mình để vô lượt á thì cái rau nó gục và sợi cá nó chưa chín. Để hết ăn hết không liệu? Không mấy chiều lại bớt mớ đi ha. Chiều lại chiều. Chiều lại luộc chấm chao ăn. Ở đây thì cha Nam sẽ nướng khô nha. Mình có lửa than mình nướng nó sẽ ngon hơn. Nướng khô hồi bỏ vô xài trộn á. Xài bằm á, ngon. Con cái này nướng đủ ăn rồi, nhiều quá. Ừ, đúng quá. Nhà Nam thấy vậy chứ ăn yếu lắm, cũng vậy. Nó mập ăn mạnh thôi. Tính nói. Có thằng nhiêu là yếu hết. Tính nói có cha Nam ăn mạnh. Còn nhiêu. Nói biết nói gì nó mẹ rồi đi để nó nói nó còn mất uy tín. Nó còn giúp sĩ diện hả? Không. Thằng thà hu non chứ đừng để hu già. Mình có sao mình chịu thiệt thì khán giả mà được. Thiệt đó, nhiều người ta thích thì ta chịu hu sớm á vốn. Nhưng mà còn 1-2 năm thôi ta nghỉ hu. Dưỡng sớm. Ờ. Mau vậy. Ủa, cái gì? Cái cô này cũng chắc cũng mau chín ha. Ờ xẻ dưa hấu ăn. Có dưa hấu. Cái gì dưa hấu ăn cơm ngon. Cô trồng dèo ha. Cái này là không đồng. Có cơm không đồng. Không đồng nữa. Mối gì? Nữa. Dưa hấu này mua mấy bữa trước rồi. Bữa nào tính đi. Ờ. Bữa nào chẻ bữa nào mua tính bữa nào tính bữa đó chứ. Mình mua bữa đó nhưng mà cái lúc nào mà mình chẻ mình sử dụng đó là mình mới nhưng tính. Nhưng mà mua bữa đó trả tiền bữa đó rồi, bữa nào không có trả. Anh dạ. Nói vụ mà mua dưa không về mấy ngày nay anh gửi xài điếu chăn không có đi. Bữa nào đi. Đây. Dưa gò công. Gò công hả? Cái gì đi ha. Ừ.
À, anh xả dưa anh lấy cái dao cho nó bự á. Không ạ, anh thích cái gì không nhỉ? Anh thử cho nó dài. Dạ. Đỏ ngon. Đỏ ngon nha. Con đâm rồi con tay gì đó. Bên này có chị Yến này chứ. Dạ. Yến này chứ có dưa rồi không? Thôi đặt bả đem về đi ta. Ngon đặt bả đi. Dưa hống này như là dai mỏng nè chịu ơi. Dưa hống này chắc ngon nè. Ngon này đặt dưa được rồi. Để em điện bả. Không thử đi, thử đi. Thử đi. Sao? Chắc dưa ngọt. Không chắc cái màu này chắc em thấy cái màu này nó hơn trái dưa này nó hơi mềm mềm á. Chín anh ơi. Cái nó mềm á. Mẹ kêu á để nguyên con gì nè ăn mà cha nói ở đây bà ngoại út liễu trong đây phụ nữ chiếm hết 40% rồi còn có hai người không lẽ để cầm nguyên con xé ăn kỳ quá cha cắt gì cho nó gọn ăn cho lịch sự một chút chứ tự nhiên phụ nữ mà cầm nguyên con khô xé ăn thì nó nhưng mà nó không thì mỹ lắm ha. Ừ. Cắt kìa ăn thấy thì mỹ không? Không lẽ mình phụ nữ mà cầm nguyên con khô mình xé. À, tới lúc mà nhậu vô rồi thì cũng cầm nguyên con. Như anh á, anh với chị ốm làm sao cũng được. Cầm nguyên con xé ăn cũng được. À, ở đây là có mẹ vợ đây phải không? Mình rồi, phải cắt ra cũng có đồng nghiệp nữa cũng có Thảo Nguyên nữa đồng nghiệp cũng hơn thì mỹ chứ. Đang gái bắt là cầm nguyên con. Tường sắc dưa hấu kim trốn rồi. Người ta nói gì giống vậy? Nhỏ nhỏ, đưa nói sắc. Ê, giống không, sắc cho cô ăn. Nhỏ nhỏ nè, cả dễ ăn nè, cả nhà hết. Một câu là người ta sắc dưa hấu kim trốn. Bà cả nhà nha. Mập á, anh mập sắc, miếng nào nói gì? Là sắc bự bự không? Giá ổng nổi luôn. Nhỏ gì rồi, dễ ăn. Lấy con cha nó sắc dưa hấu vậy? Đi chảnh. Cũng chưa, mời cả nhà mình cùng dùng chung với gia đình Nam nha. Cơm trưa với gia đình khô trộn xôi cá hấp rau nổ bữa nay hấu mà cả nhà dùng cơm nha em để đâu đây để đây chứ khô trộn xôi nha ngoại không dám ăn cá phi không ngoại có khô mới đã rồi mà cả nhà ăn cơm chắc chưa với gia đình luôn đã quá cả nhà xài chắc chưa mà trộn khô với xài ngoại không dám ăn cá phi cả nhà cậu cậu năm của mình nói là bị chó cắn ăn cá phi không được ngoại ăn chỉ hơi như mất thịt cho ngoại to ngoại ha giờ cắt miếng là hai miếng bằng miếng này nè ăn cá ăn miếng dính không có nửa trái chứ anh mập nãy là cả hết trái để con nguyên cái. Để vậy nó mới ăn chín chứ ngoại hả? Nè. Ăn cá phi luôn hả? Ăn chín. Mời cả nhà mình ăn cơm. Ăn đi ăn với ngoại đi. Con cá phi nó mập mà nè. Hết bếp rồi chào. Trứng kho vậy. Con dưa hấu cũng ngon. Chim gà. Bởi vì ăn mặn cái nào cũng không sợ chứ. Vừa cá phi là bao rồi ha. Thịt nó ngọt quá, hấp nó thơm á. Nó còn mặn mà cũng có cái khế để nói. Bào chữa trước cho khán giả khi mình nói trước á, mình gài vô á, cả nhà mình coi người ta cũng mắc cười á, mập thì nó gài trước. Biết nó ăn nhiều rồi nó gài trước á. Không biết mắc cười mắc chửi. Nãy có chị ở Trà Vinh gọi điện nói với Hương á. Thấy nhóm bị khán giả nói giống như là nó xúc phạm á. Mà sao thấy nhóm cười không à, vui quá trời luôn mà chị thích vậy đó. Nó đừng buồn nha, trời ơi, chín người mười ý. Nhiều khi ý mình không giống người ta nên người ta không thích mà thấy nhóm vẫn vui vẻ cười. Chị thích quá trời luôn. Biết sao không? Mình thêm một người bạn cũng như là mắc một cái gì kẻ thù à, mắc một kẻ thù vậy đó. Tại vì ai mà kết bạn tới nhóm xem clip à không khi nào mà buồn hết vậy. Vui đằng kia ra cũng như mắc một kẻ thù vậy đó. Vui chung người có gì đâu cô chú anh chị, mình nói nó hơi nam nói nó hơi thô một tí, nói mình thì ở ngoài sáng còn người ta ở trong tối mình cũng đâu biết trả lại. Ví dụ như mình mà biết người ta cũng chả dám nói như vậy kiểu như vậy. Mà mình làm cái ngày này lúc đầu thì mình chưa có quen dần, mình thấy cũng
cũng bức rứt, cũng kiểu như khó chịu cô chú anh chị, cũng buồn, nhưng mà dần về sau nó cũng không thành vấn đề lắm. Nói quen nói đi. Nhưng mà những khi có mắm me nữa nè, khô cho mắm me. Những khi người ta nói không, người ta nói đúng không chừng không biết đâu nói được. Thế vậy chứ mình làm nhiều khi nhiều lúc thì mình cũng có bị sai sót chỗ nào phần nào thôi, nên mình đâu có đúng 100%, phải không? Mình cũng phải sơ hở một cái gì đó. Chị mới nói chính người mười ý đó, cái ý mình thì mình làm vậy mình thấy mình đúng, nhưng mà đối với người khác người ta thấy không hợp. Đâu có ai nguyên vẹn bao giờ, phải không? Đâu ai hoàn hảo đâu ha. Hoàn hảo đâu. Cũng ốc cừ đúng. Cà lăm nó cũng là cái gì? Cà chó. Cà chó. Cái gì? Cà lăm là cái chơi chó. Cà lăm là cái chơi chó. Làm gì đâu phải ai muốn là được. Ừ, được đâu. Vậy kêu cha con cha đâu làm được đâu. Nấu cà lăm được. Sao nói được nói. mà gì? Biết gì đâu nói cái cà lăm được nói. Không mà Út Cường ít nói. Mà cà lăm cũng đỡ ha, còn anh Mập nói nhiều mà cà lăm nó chắc mắc cười chứ. Không gì, bữa hổm gì có khán giả ai comment đó, Út Cường nói kìa ba. Nó ví dụ là ba lon, ba à. Uống Út Cường được ba. Bởi vì á, nạp tiền điện thoại vô điện thoại mà điện số á, hỏi sao? Ê sao em mới nạp 50.000 sao mới đây hết rồi. Ổng mà không rồi sao mà còn điện thoại nào mà tiền nào mà chịu nổi. Ổng mà mấy cái mà là đúng ra ta nói được mấy tiếng là ta cúp rồi. Ta sắp qua mà ổng mà tới ổng nói được thì nói thì sao nạp cho 50.000 nói hết tiền. Bởi vì em nào nạp điện thoại mau hết á. Ta điện mạng đi. Nó là đồ uống có 3 lon. Mà cứ ba hoài hỏi nó ra 33. Mỗi lần điện cho anh nè, à, anh bắt máy, ổng có đều mà gì cha nói mẹ không nói không được mà thằng nói cái tiếng bên kia thì được thì hết mẹ 5.000 rồi. Cha nói chuyện giống bác năm trai á, bác năm trai cũng hơi mà. À, mấy hôm nay thì Nam cũng nhận được nhiều phản hồi của quý cô chú anh chị. Chắc là có số cô chú anh chị biết, còn có số cô chú anh chị là chưa có nắm được. Thì hôm bữa Nam có nói là kênh Hương Cù Lao thì 2 ngày ra 1 clip nha cô chú anh chị. Ví dụ như mà có bạn chuyện giường tược thì 3 ngày ra 1 clip. Còn kênh Hương Mạ Non á thì gia đình là sẽ là ra clip mỗi ngày lúc 8 giờ sáng nha cô chú anh chị. Cái lý do mà cô chú anh chị thắc mắc là tại sao mà cái kênh lớn mà không ra clip đều mà còn kênh nhỏ thì ra clip đều như vậy. Thì Nam cũng chia sẻ luôn, tại vì một phần là cũng do cái doanh thu cô chú anh chị. Tại vì bây giờ cái kênh Hương Cuồng Lao á, nói chung là quay gia đình Nam giữ tương tác với cả nhà mình thôi. Chứ ví dụ như quay như ngày xưa thì doanh thu không có cô chú anh chị, rồi thêm nữa công việc vườn tược nữa. Một tháng vậy là mình chi tiêu mua đồ, rồi thế Mỹ là 30%, rồi thế network là 30%, thế thu nhập cá nhân là 7%, rồi mình chi tiêu mình mua để có số clip mình quay ẩm thực thì mình phải mua. Bởi vì tính qua tính lại là cuối tháng là không còn tiền nữa cô chú anh chị, sợ đắp tiền túi vô luôn, nên là gia đình Nam ít quay lại, ít quay hương Cù Lao lại, cầm chừng đó để khi nào mà ổn định lại thì gia đình sẽ quay thường xuyên hơn. Cũng có Hương cũng có đọc comment của người chị nói là ra khỏi network đi thì được chứ gì, không được chị ơi, tại vì mình hợp đồng với người ta đúng tới hợp đồng á, mình xong hết hợp đồng mình mới nghỉ được chứ tự nhiên mình ra đâu có được đâu. Mình làm gì cũng phải giữ cái uy tín á. Kể cho cái vụ mà sao mà cấp này sao mà ăn cá không nè, hả? Thì đó đó là đó đi vô đó đi vô ở đây con này đi bắt hai con chèm xuống sân bắn đi vô là không có tiền lấy gì đi chợ chị không này chờ không ăn mập đó hả, không thèm thịt. Nói chung thì vẫn đi được chứ không ai cũng đi được, nhưng mà hạn chế. Với lại nữa lâu lâu mình quay cũng quay cảnh đồng ruộng cho cô chú chị xem, chứ nhiều cô chú chị cũng
ăn gì cũng được mà. Cũng như bữa cơm gia đình ha cô chú anh chị. Không mà đi săn bắt rồi á thì hai cục chèo hăng lắm nè. Mà kệ đi. Về mình gặp cả nhà khán giả là mừng rồi. Nói chung ở quê thì cũng có số đồ nghề cứ quăng đại vậy đó cô chú anh chị, rồi tới ngày tới giờ ra mình giả mình ăn thôi. Cũng quay cái cảnh này giả này kia. Ở vườn ở tược, ở ruộng cho cô chú anh chị xem. Cái này là mình quay đi bắt cá ăn như vậy nè. Nó vừa tốt cho sức khỏe mà nó vừa tốt cho kinh tế. Nói không phải là mình than vãn gì với cô chú anh chị, nhưng mà đây là gia đình muốn chia sẻ để đến những cô chú anh chị nào mà mình chưa có nắm được đó. Tại vì Nam cũng nói nhiều lần rồi, nhưng mà có số cô chú anh chị chắc mới xem sao hay là cái clip đó không có xem nên là mình chưa có nắm được, nên là có hỏi tại sao mà. Tại vì cũng có nhiều khán giả thắc mắc rồi yêu cầu, có khi có người hỏi mấy lần luôn, tại sao hỏi mà không trả lời, tại sao góp ý mà không nhóm không thực hiện. Cho nên là hôm nay là nhóm mới giải thích cho cả nhà mình, nếu mà ai chưa có nắm rõ được cái nguyên nhân á thì cái gia đình sẽ giải thích cho cả nhà mình nghe. Chứ ví dụ mà cả nhà không có thắc mắc thì nhóm cũng nín luôn, tại vì cái công việc của mình làm mình hiểu, khán giả xem ủng hộ là vui rồi, nhưng mà có nhiều thắc mắc quá. Có số cô chú anh chị dặn nó nghỉ xem kênh luôn, ra kiểu này nghỉ xem luôn. Hỏi qua không trả lời.